AFK Mobi, vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay thì Sao Bạc sẽ có một video mình chia sẻ những cái cảm nhận của mình về con game mobile vừa mới ra mắt tại Việt Nam thôi, có tên gọi là Ngự Hồn Sư. Con Ngự Hồn Sư này do nhà phát hành Gamet phát hành tại Việt Nam và chính thức ra mắt vào ngày 27 tháng 7 vừa qua. Và sau khoảng 2 ngày trải nghiệm đi, mình cũng hiểu được phần nào game và muốn chia sẻ cho anh em những cái tính năng và hoạt động cơ bản nhất của con game mobile Ngự Hồn Sư này. Sắp tới đây thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với một hoạt động là Boss Thế Giới này. Cái hoạt động Boss Thế Giới này thì nó sẽ diễn ra vào ngày thứ 2 của server, tức là server mở thì ngày thứ 2 của server nó sẽ mở cái hoạt động Boss Thế Giới này. Tí nữa thì khoảng 2 phút nữa thì chúng ta sẽ trải nghiệm nhé. Nói qua về gameplay của cái con Ngự Hồn Sư này đi. Thì số 3 chơi và cảm nhận được thì đây là một con game nhập vai thẻ tướng. Chúng ta sẽ có rất là nhiều tướng để chiêu mộ. Và tí nữa thì mình sẽ nói kỹ hơn về phần tướng này. Đại loại thì tướng trong game này nó sẽ chia ra các cái phẩm cấp, cao nhất là SSR thì phải. Nhưng hiện tại mình đang chỉ có tướng SS thôi. Đây, các bạn muốn biết là có bao nhiêu tướng thì các bạn vào phần đồ giám đây nhá. Ở phần đồ giám này thì nó như một tính năng là các bạn khi sưu tập thẻ tướng thì các bạn kích hoạt ra thì các bạn sẽ cộng thêm lực chiến. Hệ thống thẻ tướng trong game này sẽ được chia làm 4 thuộc tính, đó là khí, nhạc, binh và thư. Đấy, thì ví dụ mà các bạn kích hoạt những cái tướng mà cùng thuộc tính ra trận ấy, thì nó sẽ được cộng thêm cái bút thuộc tính. Đấy, ví dụ như là khí này, công 16%, HP cộng 2%, thủ 7% này. Đấy, danh sách tướng này, tướng khí thì gồm có 16 tướng, tướng nhạc thì 10 tướng, binh 10 tướng, thư 11 tướng. Tổng cộng là khoảng 31, gần 50 tướng. Gần 50 tướng này các bạn thu thập. Và hệ thống tướng này nó sẽ chia ra các phẩm cấp, cao nhất là SSS rồi SSR nhá. Đấy, rất là nhiều tướng khác nhau. Hiện tại thì mình mới chỉ có tướng SS thôi. Đấy, sau này hình như là chưa mở đâu. Hình như cao nhất bây giờ mới là tướng SS thôi thì phải. Đấy, chắc là phải đợi những bản update tới thì nó sẽ mở lên tướng SSS. Đấy, thì là phần tướng. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị trải nghiệm trước cái hoạt động Boss Thế Giới đi. Mình sẽ tranh thủ, với bây giờ là 12 giờ ấy, mình sẽ tranh thủ, còn tí nữa mình sẽ nói sâu hơn về các cái tính năng như kiểu là mạnh hóa nhân vật, rồi một số cái tính năng đặc biệt ở trong con game Ngự Hồn Sư này nhá. Khoảng 20 giây nữa này. Ở trên này thì chúng ta sẽ có một cái phần khá là quan trọng. Đây, mình sẽ bỏ này ra cho anh em dễ nhìn này. Đây, chúng ta sẽ có cái phần, các cái phần như kiểu phần triệu hồi này các bạn, để triệu hồi tướng nhá. Các bạn nên quay 10 lần. Quay thì các bạn cần cái vật phẩm để quay, hoặc là các bạn này bỏ kim nguyên bảo ra mua 2500 thì các bạn sẽ được 10 lượt quay. Đó, thì bạn quay được tướng. Đây, danh sách tướng này. Đây, các phần tướng này. Tỷ lệ quay tướng là 70% là tướng xanh, 25% là tướng tím, và chỉ có 5% là tướng S thôi. Để có tướng SS thì các bạn sẽ phải đổi tướng nhá. Các bạn sẽ có một cái phần là phần... Từ mình đánh đi anh Boss Thế Giới đã anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ khiêu chiến Boss Thế Giới. Mỗi ngày anh em sẽ có 5 lượt và sẽ chỉ có 2 tiếng để các bạn khiêu chiến thôi. Cái này nó sẽ tính tổng lượng sát thương của bạn nhá. Rồi, mình sẽ vào đánh Boss Thế Giới đây. Ôi, Boss ra chết nhanh đấy. Chúng ta sẽ đợi Boss ra để đánh luôn. Cái này hình như là phải tranh nhau đánh Boss rồi anh em ạ. Phải rất là nhanh luôn. Chưa gì Boss đã chết rồi. Tí nữa mình sẽ tìm hiểu phần quy tắc sau, bây giờ mình sẽ vào đánh nhá. Rồi, mình sẽ đánh Boss này. Đây, đội hình mình ra trận này. Một đội hình tối đa các bạn sẽ có 5 tướng nhá. Đấy, 5 tướng ra trận. Anh em phải bỏ qua nhanh được. Nếu là VIP thì anh em phải bỏ qua nhanh được. Đấy, bây giờ muốn đánh tiếp, chúng ta sẽ phải đợi khoảng 20 giây. Nếu mà muốn khiêu chiến nhanh thì các bạn mất 10 kim nguyên bảo. Ở đây là phần quy tắc này. Boss sẽ mở vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày. Mỗi lần kéo dài khoảng 1 tiếng. Đấy. Người chơi gây boss đòn cuối lên boss sẽ nhận được quà diệt boss. Quà sẽ gửi qua thư. Chúng ta sẽ phải căn kè sau là đánh boss lượt cuối. Đấy, thì căn vào. Nếu mà dứt điểm ô sao boss nó cứ đầy máu nhỉ nhỉ? Ảo nhỉ? Đây, có qua mục tiêu này. Thật ra nếu mà anh em chơi vui thì anh em chỉ cần đánh hết 5 lượt là được rồi. Cũng không cần phải ngồi canh boss đâu, vì cái này chắc là dành cho mấy bạn VIP thôi. Đây, mình có thể bỏ qua nhanh nhá. Đó. Đấy, chúng ta mỗi lượt đánh là chúng ta phải chờ thời gian để đánh tiếp được. Và các bạn này nhận quà này.
Đây, mình đang xếp hạng số 15 luôn, sát thương mình khá là to anh em ạ. Mình thì mới nạp thì khoảng nạp qua nạp đầu thôi, khoảng 50.000 thôi. Nhưng mà thấy là lực chiến của mình khá là to anh em ạ. Cái game này thì mình thấy là cày cũng được. Sau khoảng 2 ngày chơi thì mình thấy là cày cũng được. Rồi, mình sẽ khiêu chiến tiếp nhá. Con boss này nó có khả năng hồi máu nên đánh rất là khó. Bởi vì cái con tướng này nó có đấm là nó hồi máu. Mình đang sở hữu con tướng này, đây con tướng nạp đầu á. Thì nữa mình từ từ mình sẽ trải nghiệm nốt rồi mình sẽ giới thiệu các tính năng sau. Ờ, 2 giây nữa này. Đấy, mình sẽ đánh 5 lượt đi. Đây là tranh thủ vừa giới thiệu game vừa chơi trải nghiệm luôn anh em ạ. Rồi chúng ta đợi khoảng 22-23 giây gì đó thì có thể đánh tiếp. Ai mới này nhận quà mục tiêu này. Rồi mình sẽ khiêu chiến tiếp nha. Đây là boss thế giới đấy, tức là tất cả người trên server sẽ cùng hợp sức đánh boss và tính tổng sát thương hoặc là tính cả tính cái người dứt điểm cuối cùng nữa. Nhưng con boss này có vẻ rất là khó luôn, đánh không ai đánh nổi luôn ấy. Ok, đấy là tính năng boss thế giới nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào việc là hệ thống tướng và mạnh hóa đi. Thì ở đây thì game đặc điểm của game này có hai cái đặc điểm mình muốn giới thiệu. Đầu tiên là tính năng hộ thần này. Hộ thần này sẽ trợ giúp cho mình trong chiến đấu nhá. Và nó sẽ có kỹ năng hộ thần. Thì anh em có thể nâng bậc để nâng cấp hộ thần. Đó, mình sẽ nâng lên này, kích hoạt các kỹ năng mới. Ở đây thì không đủ nguyên liệu thì các bạn phải đi một cái hoạt động là kiểu trùng. Thì mình sẽ giới thiệu sau. Thì đây là tính năng hộ thần nhá. Hộ thần thì mình sẽ chỉ cho anh em. Rồi có tính năng văn vật trí này. Các bạn kích hoạt mấy cái đồ cổ vật này. Nó cũng sẽ cộng thêm các cái chỉ số cho đội hình của anh em. Đấy, kích hoạt lên, nhận kiểu kim nguyên bảo. Đây, thái dương điểu này. Mình thu thập nguyên liệu, mình kích hoạt. Nó sẽ có 5. Một cái cổ vật nó sẽ có 5 ô. Các bạn kích hoạt lên thì nó sẽ cộng thêm cho thuộc tính cho cả tổ đội của bạn luôn. Thì đây là một tính năng cũng để tăng lực chiến cho tổ đội nhá. Tất nhiên là về cơ bản thì anh em sẽ vào phần tướng này. Quan trọng là phần tướng này, các bạn sẽ nâng cấp tướng ở trong này là chính. Tướng thì chúng ta có phần tăng level này. Hiện tại mình đang cấp max cấp rồi. Rồi có phần tăng phẩm. Tăng phẩm này các bạn đánh quét phó bản nhá. Đây anh em có thể quét phó bản này. Đấy. Và nhưng mà phải đủ 3 sao thì mới có thể quét được nhá. Rồi chúng ta có phần nâng sao. Các bạn kiếm mảnh thì có thể nâng sao tăng lực chiến cho nhân vật. Kiếm mảnh rồi kiếm cái đá nâng sao này thì có thể nâng lên được. Max là 5 sao. Cuối cùng là một cái chiến hồn. Chiến hồn như kiểu là anh em tưởng tượng như kiểu trang bị ấy. Chúng ta sẽ có 6 slot chiến hồn. Và chiến hồn này nó cũng chia cấp bậc nhá. Cùi nhất là màu trắng này, rồi xanh lá, tím, xanh dương, đỏ gì đó. Thì kiểu như vậy. Và các bạn có thể cường hóa để tăng lực chiến cho nhân vật. Đấy, về cơ bản thế. Còn sau nó còn mở thêm nữa cơ. Nhưng mà hiện ở level 35, mình đang đứng ở level 35 thì nó như vậy thôi. Hệ thống tướng đây, đội hình của mình đây. Ví dụ mình đây, phần chiến hồn mình có thể tăng cấp cường hóa này. Đơn giản là vậy thôi. Chúng ta có hệ thống phó bản. Đây, rất là nhiều phó bản, rất là nhiều. Và chủ yếu là anh em sẽ cố gắng đánh được 3 sao nhá. Tại sao là đánh được 3 sao? Để anh em có thể, thứ nhất là có thể càn quét phó bản này. Thứ hai là nhận thêm thưởng. Đây, mấy cái thưởng sao ở góc dưới. Anh em nào mà chơi game thẻ tướng nhiều thì biết rồi. Đấy, phần trận hình thì chúng ta, đây anh em thấy không, sẽ có hộ thần đằng sau này. Hộ thần đằng sau này và 5 tướng. Thì anh em có thể đánh, mình sẽ đánh thử cái ải mới nhất đi. Đây, mình đang đây, đang ở ải này. Bắt đầu chiến đấu nhá. Game này thỉnh thoảng nó hơi bị đơ một tí, không hiểu tại sao, thỉnh thoảng thôi. Mình sẽ để cái hiển thị hiệu ứng mình đang tắt tạm đi cho nó nhanh ấy. Game này thì cũng có tăng tốc và tự động trong chiến đấu rồi. Đây, kỹ năng hộ thần này anh em đâu. Đấy, rất là hoành tráng luôn. Đấy, các bạn, cái này thì các bạn không bỏ qua nhá, các bạn phải vượt qua ải thì mới có thể bỏ qua được. Đấy, các bạn nhìn hiệu ứng hình ảnh của game này mình thấy là khá là đẹp. Game dạng 3D nên là khá là đẹp. Đó.
một bảng đấy, quái nó càng về sau phó bản nó càng rất là trâu luôn anh em nhá, đánh rất là khó luôn. Này, tướng này tướng tanker này đánh khá là trâu, mãi không chết. Mình sẽ tạm thời mình, các bạn muốn tiết kiệm thời gian các bạn bỏ hết cái mấy cái hiệu ứng này đi thì nó sẽ không mất thời gian, nó hiển thị ấy. Thì anh em sẽ tiết kiệm thời gian đánh hơn. Các bạn sẽ chỉ có tối đa 20 lượt để đánh thôi, nếu mà không đánh được là coi như không qua được phó bản. Hoặc là nếu các bạn đội hình của bạn chết hết, các bạn cố gắng được 3 sao nhá, chết một tướng thì sẽ còn 2 sao, mà chết 2 tướng thì còn 1 sao thôi. Nói chung là cũng phải khó đấy, cũng anh em cũng phải đi nâng cấp này nọ. Mình sẽ thoát đi. Rồi đây là phần phó bản, hiện tại là đây là hiện tại là mới thường thôi, sau này có phó bản khiêu chiến. Cái phó bản khiêu chiến này ngày 3 của server nó mới mở anh em ạ, nên là mình chưa trải nghiệm được. Rồi ok, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái phần gọi là phần tu luyện đi, các hoạt động hàng ngày trong game. Thì hiện tại là mình cũng mở khá rồi, chúng ta có boss thế giới này, rồi chúng ta có hoạt động ảo ảnh tính kiếp này, mình sẽ đi ảo ảnh tính kiếp này nhá. Đại loại là mỗi ngày các bạn có 3 tầng này, các bạn đi mở ô này thôi, nhận thưởng. Đó, các bạn, cái này dễ mà, và thường là anh em sẽ chơi một số mini game như trả lời câu hỏi này, rồi trả lời sai, nếu mà trả lời đúng được 30 kim ngân bảo. Trả lời sai rồi, đang không tập trung lắm nên không đọc kỹ câu hỏi. Thần Cupid có tên gọi là gì? Venus? Không phải, mình không nhớ. Đấy, nhận thưởng đá. Cái này thì các bạn không phải chiến đấu gì cả, các bạn chỉ đơn giản đi mở ô và nhận quà thôi. Đấy, trả lời câu hỏi là tham gia hoạt tù tì các thứ, nhận quà thôi. Được 30 kim bảo này. Đấy, đây là cái hoạt động này mình thấy là khá là hay. Ảo ảnh tiền kiếp này, mỗi ngày được 3 lần nhá, 3 tầng. Đấy, đây là mình đang ở tầng 1. Các bạn đi mở ô hết cho mình. Bánh gì mang tên một loài vật bánh bò? Đấy, trả lời đúng các bạn được 30 kim ngân bảo. Mãi không đến cái quản thủ tì nhỉ. Chúng ta sẽ còn một cái gọi là quản thủ tì nữa. Đấy, nó không có lượt đi đâu, anh em cứ đi từng ô mà mở thôi. Cái này hoạt động này dễ ẹt à. Lại còn rất là nhiều thưởng nữa nhá. Đấy, hoạt động này nên anh em nên tham gia nha. Không có quản thủ tì, nó có một cái hoạt động quản thủ tì cơ. Chắc tầng này không có rồi. Tầng này không có rồi. Đấy, chúng ta sẽ lên tầng 2. Cứ như vậy thôi, cái này hoạt động này thì khá đơn giản anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đến với hoạt động là cửu trùng. Hoạt động này là chỉ là khiêu chiến boss anh em ạ. Đó, các bạn sẽ đánh lên tầng, nó như kiểu leo tháp ấy, kiểu như thế. Thì anh em sẽ đánh boss và vượt qua boss thì các bạn cứ đánh lên tiếp theo và nhận thưởng thôi. Mỗi ngày thì các bạn nên, cái này thì đánh theo sức của các bạn thôi, theo cái lực chiến của tổ đội thôi, chứ nó cũng không có lượt đánh gì cả. Đấy, ví dụ đội mình mạnh thì rất là easy. Đó, một thắng lợi dành cho sói bạc. Đấy, anh em có thể đánh càng lên càng tốt. Đây có bảng xếp hạng này, hiện tại là các bạn ý đánh lên tầng 200 linh mấy rồi, cái này chắc là toàn VIP rồi anh em ạ. Đây mình thì mới chật vật ở tầng 23. Đấy thì cái này như kiểu lao tháp thôi. Rồi chúng ta có hoạt động là tinh hà đạo, nó cũng đánh theo tầng, nó cũng là đánh quái theo tầng thôi. Đấy thì bạn có thể khiêu chiến boss. Đấy, tăng độ x3 này. Đó, anh em thấy không? Đánh rất là dễ. Ok. Đấy, game chơi chơi hoạt động này cũng khá là dễ thôi. Các bạn để đánh lên cao nhá. Chúng ta có phần shop này, tí nữa mình sẽ nói kia phần shop này. Đây, cũng leo tầng này, tầng cao nhất tầng 74 rồi. Rồi chúng ta có phần phó bản hàng ngày này. Hiện tại thì mới mở hai loại là phó bản linh lực đan và phó bản bạc. Đấy, cấp 35 sẽ mở. Chưa vượt ải trước, mình sẽ phải vượt ải này trước.
cũng sẽ khiêu chiến này. Đấy, cái này thì các bạn khiêu chiến boss và không giết được nó đâu, nhưng mà chủ yếu là các bạn gây càng nhiều sát thương thì các bạn sẽ nhận thưởng càng nhiều thôi. Đây có bản hàng ngày mà. Đấy, về sau thì mình mới giết, phải khỏe lên mới giết được thì mới có thể lên tầng tiếp theo ấy. Các bạn chỉ tối đa là 5 lượt để đánh thôi. Chỉ có 5 lượt để đánh thôi. Một bổ. Đấy. Và anh em thể thấy là cái hiệu ứng hình ảnh của game này, con ngư hồn sư này mình thấy là rất là ổn áp luôn. Hiệu ứng hình ảnh khá là đẹp. Cái đề tài của game này nó khai thác lại đề tài kiểu dạng thần thoại Trung Hoa. Ta có cái nhân vật nó, thật ra nó không hẳn là Trung Hoa đâu, nó kiểu giả tưởng thần thoại thôi. Mình thấy có một số nhân vật tên kiểu Nhật, người Nhật ấy. Đấy, anh em thể cán quét nhá. Mới chưa vượt qua được. Rồi, các bạn phải khiêu chiến thì mới có thể vượt qua tiến độ nhá. Chứ nếu mà cán quét thì nó chỉ là quét nhanh thôi. Đấy, các bạn muốn lên... Ui, nó cho một chém bay luôn ạ. Vãi. Khỏe nhá. Ôi, ông ổn rồi. Ủa, nó chém nhỉ? Ủa, khó đây. Rồi, được 12.000 xu. Đấy, thì đây là phó bản ngày. Sau này thì chúng ta sẽ còn mở một hoạt động như là họa trung kính này, level 55. Ngoài ra chúng ta sẽ có một hoạt động hàng ngày nữa là đấu trường và tranh bá. Tranh bá này thì kiểu đấu rank ấy, nhưng mà ngày thứ tư server mới mở cơ. Còn đây đấu trường này, đấu trường này là kiểu dạng đấu trường xếp hạng thôi các bạn. Leo hạng và sẽ nhận được hạng, càng cao sẽ nhận được thưởng hạng là thưởng kim ngân bảo rồi cả điểm vinh dự để có thể mua shop nữa. Cái shop này khá là quan trọng nha, tí thì sói bạc sẽ giới thiệu cho anh em. Đấy, thì mình cũng dành thời gian cày cái này. Game này thì chỉ có một cái thiếu thốn nhất là thể lực anh em ạ. Thể lực rất là thiếu luôn. Nếu các bạn là VIP cao thì các bạn sẽ có nhiều lượt mua hơn thôi. Rồi các bạn có một cách nữa để kiếm thể lực để mình chỉ cho anh em. Đây là phần đấu trường nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến một số cái nhỏ nhỏ khác mình chỉ cho anh em này. Chúng ta có phần nhiệm vụ hàng ngày đấy. Anh em làm nhiệm vụ để có thể lên cấp nhá. Đấy, làm hết nhiệm vụ cho mình. Rồi chúng ta có phần thu hồi này. Các bạn có thể, ví dụ mà tướng nào các bạn không chơi nữa thì các bạn có thể cho vào đây để lấy lại nguyên liệu ấy. Mất khoảng, mất kim nguyên bảo để lấy lại. Đó, rồi chúng ta có phần tách mảnh. Những cái tướng nào mà cùi bắp các bạn tách ra, tách hết cho mình. Đây, các bạn sẽ được mấy cái xu này. Xu này để làm gì? Xu này thì đơn giản đó là các bạn có phần shop đây. Các bạn sẽ đổi mảnh tướng đây. Đây là một cách để các bạn kiếm được những cái tướng này. Tướng phẩm đỏ, tướng SS. Đó, anh em thấy không? Thì các bạn có thể làm mới này để mua các vật phẩm như kiểu đá nâng sao này, rồi đây, mua mảnh tướng đỏ này. Đó. Ngoài ra chúng ta có phần shop đấu trường, các bạn có thể mua các cái vật phẩm trong game này. Đó. Rồi shop quân đoàn cũng tương tự, và shop chiến hồn nữa, các bạn để mua các loại chiến hồn để mặc cho nhân vật của mình. Phần shop này rất là quan trọng nữa. Bạn nào mà chơi game thể tướng là biết rồi. Một phần tiếp theo nữa mà sói bạc muốn giới thiệu là cái phần bạn bè. Bạn bè này tối đa một danh sách sẽ là 40 người nhá. Và các bạn có thể nhận thể lực và tặng thể lực cho bạn bè. Đây là mỗi ngày các bạn sẽ tối đa nhận được 100 thể lực thông qua bạn bè. Thì đây là một cách để bạn kiếm thể lực. Đó. Rồi chúng ta có phần quân đoàn này, bang hội. Chúng ta sẽ có phần nhiệm vụ quân đoàn. Anh em làm những cái vụ hàng ngày thì coi như là làm nhiệm vụ quân đoàn luôn. Game này nó gộp là một. Đấy, ví dụ là mua, nhiệm vụ là mua shop quân đoàn, mua luôn. Đấy, nhận quà này. Chat kênh quân đoàn. Đấy, hoàn thành nhiệm vụ. Rồi nâng cấp kỹ thuật quân đoàn này. Mình sẽ nâng cấp. Đấy, cần điểm. Các bạn cố gắng được 100 điểm. Đấy, thưởng rất là nhiều. Rồi thì các bạn cố gắng làm hết các nhiệm vụ trong game. Đấy, phần quân đoàn này thì thật ra thì tôi thấy là cái phần quân đoàn này ở thời điểm hiện tại ấy, thì tương tác giữa người chơi chưa cao lắm. Sau này thì nó có phó bản quân đoàn rồi đoạt thành trì, công thành chiến các thứ thì nó ok hơn. Chứ ở thời điểm ban đầu này thì tính tương tác giữa người chơi trong thành viên của quân đoàn nó cũng chưa cao lắm anh em ạ.
Sau này chúng ta có boss quân đoàn này, rồi tinh hóa thần thú, tịnh hóa thần thú. Đấy, ngày thứ 8 server nó mới mở cơ. Đấy, thì nhìn chung thì mình nhận xét thì cái con ngựa hồn sư mobile này chơi một cái lối chơi rất quen thuộc của dòng game vẻ tướng rồi. Cái điều quan trọng nhất các bạn muốn để vượt qua ải thì các bạn phải nâng cấp tướng. Đó, cái điều mà mình thấy thiếu duy nhất đó là thể lực rất là thiếu luôn anh em nhá. Thể lực thường ngày thứ nhất nếu mà các bạn là VIP, phải VIP 6 thì các bạn mới lên level 35 được. Còn nếu mà VIP 4 như mình ấy thì không để thì lên từ tầm 33 thôi. Đó thì cái vật việc mà thiếu đây, nhận thể lực, à đây còn thể lực trong ngày nữa, trong 3 khung giờ là 8 giờ 12 giờ này, 12 giờ đến 18 giờ và 18 giờ đến 24 giờ nhá. 3 khung giờ các bạn nhận thể lực. Đó thì anh em nhận thêm thể lực. Đấy, đơn giản là vậy thôi. Ok, như vậy là Sói Bạc cũng giới thiệu nhanh cho anh em về những cái tính năng và cái chia sẻ của mình về cái con game Ngựa Hồn Sư Mobile này. Nhìn chung thì mình cũng chưa mở hết và tham gia hết được hoạt động đâu, bởi vì nó còn theo ngày mở server nữa. Nhưng mà đại khái thì cho mình nghĩ là anh em cũng nắm được cái cách chơi của con game này rồi. Chủ yếu là chúng ta sẽ thu thập tướng, đánh phó bản và nâng cấp tướng. Thì hy vọng là nếu các bạn muốn chơi thì có thể tải con game Ngựa Hồn Sư Mobile này ở trên Google Play hoặc App Store nhé. Anh em có thể tải game về trải nghiệm thử. Mình nghĩ là có thể anh em sẽ khá là thích con game này chăng. Mình thì mình cảm thấy cũng game cũng khá là ok. Nhưng mà để đánh giá là có giữ chân được mình hay không ấy, chúng ta sẽ phải đợi thêm các hoạt động về sau nữa. Nhưng mà đại loại như hoạt động ban đầu này thì cũng ok. Nói chung là nó cũng không có gì mới cả, nhưng mà cũng đủ hấp dẫn. Tức là cũng đủ để mình dành thời gian để ngồi chơi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc nhé. Bạn nào mà thấy video này thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh App Camovi để ủng hộ cho mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở App Camovi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao cho